Xin chào các bạn, để đánh giá một quốc gia đáng sống nhất thế giới, theo Liên Hợp Quốc phải có đủ 7 tiêu chí đánh giá bao gồm tăng trưởng kinh tế, tự do cá nhân, sức khỏe, giáo dục, sự giàu có, chất lượng cuộc sống và phúc lợi cá nhân. Dưới đây là 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới ở thời điểm hiện nay. Xếp ở vị trí thứ 10 là Iceland. Iceland chiếm phần phía nam của đảo Iceland ở Bắc Đại Tây Dương. Nó chỉ giáp Bắc Iceland, một phần của Vương quốc Anh ở phía Bắc. Với dân số gần 5 triệu người, đất nước này thường xuyên được xếp hạng giữa vị trí 10 và 15 do điều kiện giáo dục, tự do cá nhân và an toàn trong nước. Iceland tự hào có GDP bình quân đầu người cao và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Vị trí thứ 9 thuộc về quốc gia Hà Lan. Hà Lan là một quốc gia tương đối nhỏ được tìm thấy ở Tây Âu với hơn 17 triệu người. Hà Lan là một trong những quốc gia có mật độ dân số đông nhất thế giới. Công dân Hà Lan được sống tại một vùng đất được cai trị tốt và không có tham nhũng. Hà Lan cũng tự hào có một hệ thống dịch vụ an sinh xã hội rất mạnh, bao gồm chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ở vị trí thứ 8 chính là quốc gia Canada. Quốc gia Bắc Mỹ duy nhất trong danh sách này, Canada là một quốc gia phổ biến khác trong danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Với dân số hơn 37 triệu người, Canada nhận được nhiều giải thưởng về chính phủ tốt và mức độ tự do cá nhân cao. Canada là một quốc gia có thu nhập cao với mức độ ổn định chính trị cao và chất lượng cuộc sống cao. Tuổi thọ trung bình ở Canada là hơn 82 tuổi. Quốc gia đáng sống xếp ở vị trí thứ 7 là Vương quốc Anh. Nằm ở Tây Bắc châu Âu, Vương quốc Anh thực sự được tạo thành từ 4 quốc gia: Bắc Iceland, Scotland, Wales và Anh. Với dân số gần 60 triệu người, Vương quốc Anh luôn có một thứ hạng nhất định trong danh sách những nơi tốt nhất để sống. Vương quốc Anh tự hào là một mạng lưới cơ sở hạ tầng giáo dục và chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ. Tuổi thọ trung bình ở Anh là 82 tuổi. Sự thiếu hụt tương đối trong tăng trưởng kinh tế và chi phí bất động sản cao có thể là hai điều ngăn cản Vương quốc Anh tiến cao hơn trong bảng xếp hạng này. Ở vị trí thứ 6 là Vương quốc Thụy Điển. Là một vương quốc ở bán đảo Bắc Âu giáp Na Uy ở phía Tây và Phần Lan ở phía Đông Bắc, phần còn lại là biển. Với dân số 10,2 triệu người, Thụy Điển cũng là một quốc gia thường xuyên có mặt trong danh sách các quốc gia đáng sống nhất thế giới. Trên thực tế, Thụy Điển được xếp hạng lần đầu bởi chỉ số thịnh vượng của Legatum 3 năm liên tiếp vào năm 2010, 2011 và 2012. Mặc dù Thụy Điển trượt xuống vị trí thứ 6, người Thụy Điển vẫn trải nghiệm một số chất lượng cuộc sống tốt nhất trên thế giới, với khả năng tiếp cận rất tốt với các dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao. Xếp ở vị trí thứ 5 là quốc gia Đan Mạch. Đan Mạch là một quốc gia Bắc Âu thường được tôn sùng vì chất lượng cuộc sống cao, với dân số hơn 6 triệu. Đan Mạch là một hệ thống an sinh xã hội mạnh mẽ và giao thông công cộng tuyệt vời. Chỉ là hai trong số nhiều điều tuyệt vời mà người Đan Mạch luôn được hưởng. Đan Mạch cũng thường được xếp hạng trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Vị trí thứ 4 thuộc về Thụy Sĩ. Thụy Sĩ là một quốc gia tương đối nhỏ, không giáp biển và nằm ở miền núi, với dân số gần 9 triệu người. Thụy Sĩ cũng liên tục được xếp hạng trong số các quốc gia tốt nhất để sống. Nền kinh tế công nghệ cao giúp công dân của Thụy Sĩ có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên hành tinh. Thêm vào đó, người Thụy Sĩ được hưởng một hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Vị trí thứ 3 là Phần Lan. Phần Lan là một trong những quốc gia dân cư thưa thớt nhất châu Âu. Với dân số gần 6 triệu người, Phần Lan thường đạt điểm cao trên quy mô toàn cầu cho tất cả các bảng xếp hạng liên quan đến chất lượng cuộc sống. Điều này chủ yếu là do những cải tiến lớn trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục, cũng như các lĩnh vực quản lý và tự do cá nhân, mặc dù thu nhập bình quân đầu người đã giảm nhẹ. Ở Phần Lan trong những năm gần đây, đất nước này vẫn rất thịnh vượng. Phần Lan cũng có mức độ tự do báo chí rất cao và sự phân biệt giới tính rất nhỏ. Quốc gia đáng sống ở vị trí thứ 2 là New Zealand. New Zealand là một đảo quốc tại khu vực Tây Nam của Thái Bình Dương, nằm ở Nam Bán Cầu, bao gồm đảo Bắc và đảo Nam. Hơn 6 triệu cư dân của New Zealand được hưởng chất lượng cao về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cơ hội kinh tế, tự do,
quản trị. Trong những năm gần đây, sự thịnh vượng của New Zealand đã tăng trưởng đều đặn cùng với chất lượng cuộc sống. Và cuối cùng, quốc gia đáng sống nhất thế giới xếp ở vị trí đầu tiên chính là Na Uy. Na Uy là một quốc gia Bắc Âu nằm ở Tây Bắc châu Âu. Na Uy cũng là một trong những quốc gia giàu có và ít tham nhũng nhất trên thế giới. Người Na Uy trải nghiệm chất lượng cuộc sống cực kỳ cao. Nhờ hệ thống dịch vụ an sinh xã hội rất được chú trọng, Na Uy luôn được xếp hạng cao về mọi chỉ số được sử dụng để xác định chất lượng cuộc sống trong một quốc gia, bao gồm y tế, giáo dục, quản trị và tự do. Na Uy cũng liên tục được xếp hạng là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Như vậy là chúng ta đã vừa điểm qua 10 quốc gia đáng sống nhất ở thời điểm hiện nay. Hy vọng tất cả chúng ta ai cũng sẽ có cơ hội một lần đặt chân tới những quốc gia này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin bổ ích nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.